Kính thưa thầy cô và các bạn đồng nghiệp, tôi xin trình bày cái đề tài vai trò của chủng ngừa ho gà ở bệnh nhân COPD và hen phế quản. Thì chúng ta biết là hen COPD là cái bệnh hô hấp mãn tính ở Việt Nam cũng tỷ lệ rất là cao và tỷ lệ tử vong khá nhiều, đặc biệt là COPD đứng hàng thứ ba trên thế giới. Thì một trong những cái nguyên nhân mà gây bệnh nhiễm mà chúng ta biết từ lâu đó là ho gà, tác nhân là Bordetella pertussis. Thì đây là một tác nhân mà có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và đặc biệt nhấn mạnh trong cái tuổi người lớn trong những năm gần đây, do tình trạng miễn dịch của cơ thể nó giảm đi và số người mắc ho gà ngày càng gia tăng lên, đặc biệt là nó tạo ra một cái nặng rất lớn cho những người mà bị COPD và hen phế quản và những bệnh phổi mãn tính. Thì đây là một cái bệnh lý mà nó gây ra triệu chứng ho rất là dữ dội, ho cơn kéo dài. Và đối với người lớn thì nó ho thường là ho về đêm và có thể nó kéo dài hơn 3 tháng. Và 25% ở người lớn thì có những cái biến chứng như là viêm phổi, tràn khí màng phổi, thoát vị, gãy xương sườn đã xảy ra. Và đặc biệt là cái hiệu số lây nhiễm là từ R0 là 12 đến 17%. Chúng ta biết rằng R0 của chủng Delta mà nó gây ra đại dịch COVID-19 ở tại thành phố Hồ Chí Minh là R0 là 5. Đối với ho gà thì khi mà nó đã trở thành dịch thì nó lây một cách rất là khủng khiếp và người là một cái vật chủ duy nhất. Và hiện nay thì được cảnh báo trên toàn thế giới, ho gà nó đã bắt đầu xảy ra tương đối phổ biến ở người lớn và gây ra những biến chứng. Thì trong một trong những cái bệnh lý mà ho gà nó thường hay tấn công đó là những bệnh lý hô hấp. Và một trong những cái bệnh lý nền mà chúng ta thường gặp nó gây ra những bệnh nhiễm. Thì trong hen với COPD là hai cái bệnh lý nền hô hấp mà chúng ta đề cập trong cái bài báo cáo ngày hôm nay. Thì mối tương quan giữa bệnh lý nền với bệnh lý truyền nhiễm thì chúng ta đều biết là khi mà một người có tuổi có xuất hiện những bệnh lý nền, hoặc là những người mà đã có bệnh lý nền sẵn từ nhỏ, thì nó sẽ làm cho cái bệnh truyền nhiễm nó dễ dàng xâm nhập vào trong cơ thể và nó gây ra bệnh nặng. Và đồng thời cái chính cái bệnh truyền nhiễm đó nó cũng gây ra cái làm cho bệnh lý nền nó trở nên nó nặng nề hơn, ví dụ như làm cái chức năng hô hấp nó suy giảm hơn, tình trạng suy gan, suy thận hoặc là thậm chí tử vong nó làm cho tăng trên cái bệnh lý nền. Đặc biệt trong những bệnh lý nhiễm vừa qua cũng như COVID vừa qua, chúng ta thấy là những người mà lớn tuổi trên 60 tuổi và có bệnh lý nền là những người mà có nguy cơ tử vong cao nhất. Thì trong cái COPD chúng ta thấy rằng cái nguy cơ mà ho gà nó tăng lên gấp 3,6 lần so với những người mà không có COPD. Thì chúng ta thấy là cái ho gà nó làm cho bệnh nhân COPD dễ nhập viện hơn do tất cả nguyên nhân. Và bản thân COPD là cái bệnh lý mà nó suy giảm cái sức đề kháng tại chỗ của đường hô hấp, do nó tổn thương cái lớp nhầy lông, nó cũng làm nặng hơn cái bệnh lý ho gà. Do đó mà chúng ta thấy là cái mối tương quan giữa một cái bệnh nền với ho gà là một trong những cái vòng lẩn quẩn làm cho cái bệnh nó nặng hơn, và ho gà nó cũng có thể nó nặng hơn và nó kéo dài hơn cho những người mà bị COPD, và điều đó sẽ làm tăng cái chi phí y tế rất là nhiều. Trong một cái nghiên cứu về hồi cứu trên 130 triệu ca bệnh, số ho gà là khoảng 24.902, thì chúng ta nhận thấy rằng COPD nó làm cho tăng cái mắc ho gà lên tới 3,6 lần so với người mà không có bệnh lý nền. Đây là một cái nghiên cứu tại Mỹ khảo sát từ cái lứa tuổi từ 19 đến 64 tuổi. Thì con trong cái nhóm nghiên cứu mà chúng ta xét về cái độ tuổi và bệnh nền ở tại Mỹ thì chúng ta thấy rằng có hai cái nhóm tuổi, nhóm 21 và 65 tuổi là những cái cột màu xanh, và cái cột màu vàng là trên 65 tuổi. Thì chúng ta nhận thấy rằng những cái người mà có bệnh lý hô hấp, những người hút thuốc lá và những người suy giảm miễn dịch, thì cái tỷ lệ mà nhập viện do cái ho gà nó cũng gia tăng lên. Ở đây chúng ta thấy là những người COPD và hen phế quản chiếm tới 84%. Những người mà trên 65 tuổi thì nó làm cho cái tỷ lệ nhập viện do cái bệnh hô hấp nó càng tăng hơn nữa.
Thì chúng ta thấy rằng những người COPD trong nhóm tuổi này khoảng 37% và hen là cũng 37%. Thì đây là những con số chúng ta thấy rằng cái bệnh lý hô hấp là một trong những cái bệnh lý mà nó tạo điều kiện cho cái ho gà nó nặng lên và nó làm cho bệnh nhân phải nhập viện. Một cái nghiên cứu trên 7 bang ở tại Mỹ từ năm 2011 cho tới 2015. Về ho gà thì nó cũng làm cho bệnh nhân COPD dễ có nguy cơ nhập viện hơn. Thì trong cái nghiên cứu bệnh nhân ho gà, chúng ta thấy cái cột màu đen và cái màu cam là ho gà mà có kèm COPD. Thì khảo sát trên cái ngày thứ 45, 3 tháng sau và 6 tháng sau, thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ nhập viện cho tất cả nguyên nhân ở những người ho gà mà có kèm COPD tăng hơn là những người mà ho gà mà không có kèm COPD. Về cái chi phí điều trị do ho gà cũng vậy, nó cũng cao hơn ở ngày thứ 45, ở tháng thứ 3 và tháng thứ 6. Chúng ta thấy rằng cái những người mà bị ho gà trên nền COPD, chúng ta thấy là cái chi phí nó tăng lên tới 1.158 đô la so với những người mà chỉ có ho gà mà không có COPD, thì chi phí là 695 đô la. Về cái số lần khám bệnh ở tại các cơ sở y tế, thì chúng ta thấy rằng những người mà ho gà mà có kèm COPD, thì chúng ta thấy là cái cũng cao gấp 3,5 lần trong mỗi bệnh nhân mỗi tháng so với 1,5 lần ở những người mà trong cái nhóm chứng. Từ 2 tháng trở lên thì cái số lượng khám là tăng lên 4,9 lần so với 2,9 lần một bệnh nhân một tháng so với nhóm chứng. Và cái số lượng khám 14 tăng lên 14,9 lần trên 100 bệnh nhân một tháng so với 1,5 lần trên 100 bệnh nhân một tháng cho cái nhóm chứng. Chúng ta thấy là những người COPD mà mắc ho gà thì cái số lần đi khám bệnh cũng như là cái tỷ lệ nhập viện nó cũng gia tăng lên, và từ đó thì cái chi phí khám nó cũng làm tăng lên cái chi phí của bệnh nhân ho gà trên những người mà đã có mắc bị COPD so với những người mà COPD mà không bị ho gà. Thì đây chúng ta thấy là cái chi phí khám bác sĩ đa khoa, rồi khám những cái chi phí khám cũng như là số lần khám cấp cứu, số lần bệnh nhân nhập viện, cũng như là những cái nhập viện do cái đợt cấp COPD nó đều gia tăng hơn so với những người mà bị COPD mà không có bị ho gà. Ở những người hen thì nó cũng có những cái hậu quả tương tự. Thì chúng ta biết là hen nó cũng ở tại Việt Nam cũng là một cái tỷ lệ khá là lớn xảy ra mọi lứa tuổi. Thì chúng ta thấy là những người hen cũng có một cái tỷ lệ mắc ho gà từ 1,6 tới 4 lần so với những người mà không có bị hen. Do đó mà chúng ta thấy hen cũng là một cái bệnh lý nền thuận lợi cho cái ho gà. Và bản thân cái ho gà nó làm cho cái đợt cấp của hen và làm tăng cái sử dụng thuốc của hen, đặc biệt là những thuốc giãn phế quản. Và đồng thời bản thân cái hen nó cũng làm nặng lên cái triệu chứng của ho gà. Cái đó cũng là một cái dòng luẩn quẩn giữa một cái bệnh lý nền và cái bệnh lý nhiễm, đó là cái ho gà. Và điều đó làm tăng cái gánh nặng bệnh tật cũng như tăng cái chi phí điều trị cho bệnh nhân hen mà khi mà mắc ho gà. Thì cũng trong một cái nghiên cứu này, đối với bệnh nhân hen phế quản trên 11 tuổi và trên 130 triệu ca bệnh, chúng ta thấy rằng những người mà không có bị hen phế quản thì so với những người mà có hen phế quản thì cái tỷ lệ mà mắc cái bệnh ho gà nó tăng lên gấp 3,96 lần so với những người mà không có cái bệnh nền bệnh hen phế quản trong nghiên cứu này. Và cái số người mà theo dõi những người mà hen phế quản mà có dùng thuốc á, thì cái tỷ lệ mà nó cái trong cái số này nó có tới 93% nó lại phải tăng cái liều thuốc giãn phế quản lên. Đó nó làm cho cái vấn đề điều trị nó trở nên phức tạp, cũng như là nó làm cho tăng cái chi phí điều trị của bệnh nhân hen phế quản. Thì cái chi phí đối với người mà hen hen phế quản mà bị ho gà nó cũng tăng lên 556 đô la so với 326 đô la ở ngày thứ 45
và cũng tăng cao ở ngày thứ 90 cũng như là 6 tháng sau. Thì chúng ta thấy rằng cái nếu mà bệnh nhân có một cái hen phế quản mà bị ho gà thì cái chi phí điều trị nó sẽ tăng lên rất nhiều, gần như là gấp đôi so với cái người mà không có bị hen phế quản. Thì vấn đề ở đây đặt ở đây là chúng ta có thể phòng ngừa được cái ho gà trên những bệnh nhân hô hấp mãn tính được hay không? Thì câu trả lời là có. Hiện nay thì với những cái nghiên cứu về tỷ lệ gia tăng của cái ho gà trên những người lớn tuổi, đặc biệt là những người có bệnh nền, thì chúng ta thấy rằng cái vấn đề những người mà có bệnh nền, đặc biệt là những bệnh nền hô hấp, những người hút thuốc lá, những người suy giảm miễn dịch, thì nó cần phải có một cái dự phòng đối với ho gà. Thì trong cái nghiên cứu mà chúng tôi vừa đề cập tới thì cái hen và cái CVD là những đối tượng cần phải 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 chủng ngừa ho gà. Thì khi mà chúng ta chủng ngừa ho gà thì nó sẽ giúp cho cái giảm đi cái khả năng bệnh tật và giảm đi cái chi phí. Thì đây là một cái những cái gọi là hiệu quả về kinh tế y tế rất lớn cho cái cộng đồng cũng như cho bản thân bệnh nhân của chúng ta. Thì trong cái vaccine ho gà thì cái chúng ta gọi là Tdap, thì từ viết tắt của cái vaccine uốn ván, bạch hầu và ho gà. Thì đây là một cái vaccine mà kết hợp ba cái bệnh lý trong một, và nó có hiệu quả bảo vệ cho những người lớn tuổi, những người có bệnh nền khỏi những uốn ván, ho gà như bạch hầu, đặc biệt là những người mà có cái bệnh nền, và cái vaccine này được chỉ định cho những đối tượng từ 4 tuổi trở lên. Trong khuyến cáo mới nhất của GOAL 2021 thì cũng được đưa vào cái phòng ngừa vaccine ho gà cho những người bị CVD, kể cả ở nhóm nhẹ nhất là nhóm A. Bên cạnh những cái vaccine, thí dụ như vaccine cúm hay là vaccine phế cầu, thì vaccine ho gà cũng được đưa vào chính thức trong cái nhóm A, và nhóm B, C, D cũng được. Hầu hết những cái bệnh nhân mà bị CVD dù là ở mức độ nhẹ nhất thì vaccine ho gà cũng có tác dụng bảo vệ cho bệnh nhân CVD qua những nghiên cứu mà chúng ta đã trình bày vừa qua. CDC của Mỹ cũng khuyến cáo sử dụng vaccine cho những bệnh nhân có bệnh phổi, thí dụ như hen hay là những người lớn mà bị bệnh phổi mãn tính, thì cái Tdap vaccine này nó cũng giúp che chở chống lại bạch hầu uốn ván ho gà cho những cái đối tượng mà bệnh phổi mãn tính của chúng ta đã được khuyến cáo. Ở Việt Nam thì cũng cập nhật rất là nhanh những khuyến cáo tại Việt Nam trong cái chủng ngừa là ho gà năm 2021, như là Tổng hội ở Việt Nam cũng có xuất bản cái hướng dẫn quản lý điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì trong đó thì cũng khuyến cáo là chúng ta chủng ngừa Tdap vaccine ho gà bạch hầu uốn ván cho người chưa tiêm ở độ tuổi trưởng thành. Và trong cái hội dự phòng Việt Nam thì cũng khuyến cáo cái lịch tiêm vaccine, thì vaccine Tdap ho gà bạch hầu uốn ván ho gà nên được tiêm nhắc theo định kỳ 10 năm một lần, để mà chúng ta phòng ba cái bệnh bạch hầu uốn ván, ho gà, cũng là những cái bệnh mà nó mới nổi trở lại gần đây, như là ở vùng Tây Nguyên, rồi ho gà thì ở khắp nơi, uốn ván cho những bệnh nhân có bệnh mãn tính như là hen, CVD, đái tháo đường, tim mạch, và những cái bệnh lý mà nó gây suy giảm miễn dịch khác. Tóm lại thì bệnh nhân CVD hay là hen phế quản là những người mà có nguy cơ cao nhiễm vi khuẩn ho gà, mà những cái vi khuẩn này đã được báo cáo là gia tăng cho những người lớn tuổi, những người có bệnh nền, và cho chúng ta thấy rằng cái vi khuẩn ho gà nó làm tăng gánh nặng bệnh tật ở bệnh nhân hen phế quản và CVD. Vi khuẩn ho gà nó cũng làm tăng chi phí điều trị những bệnh nhân CVD và bệnh nhân phế quản, và chính vì những cái gánh nặng đó về bệnh tật cũng như về chi phí, đòi hỏi chúng ta phải khuyến cáo phòng ngừa ho gà ở những bệnh nhân CVD ở trong Gold cũng như CDC của Mỹ, cũng như Tổng hội Y học Việt Nam và Hội Y học Dự phòng Việt Nam. Thì đó là những cái thông tin mà chúng tôi muốn
gửi đến các bạn đồng nghiệp liên quan tới vaccine ho gà đối với bệnh nhân hen và CVD. Xin chân thành cảm ơn các bạn đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe.